Xin chào tất cả bạn. Các bạn ơi, hiện nay Lục Thành đang có mặt tại xã Vũ Minh. Trước đây là xã Minh Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Trước mặt Thành đây là khu vực bà con ta bán rất là nhiều thanh long, quả thanh long ấy. Đó. Đây, trước mặt Thành đây là những vườn thanh long này. Còn hiện nay bà con đang bán ở ngay bên tay phải của lề đường. Bên tay phải của Thành thế này, hai bên lề đường, hướng lề đường bên tay phải nữa thôi, đó rất là nhiều các bạn nhé. Thì hôm nay Thành vào khám phá Nguyên Bình và thấy bà con bán rất là nhiều thanh long, mong muốn quay một cái video để mà chia sẻ với các bạn. Đó, vườn thanh long này nhìn rất là rộng mênh mông luôn, trồng từ ngoài lề đường này tít vào trong chân núi này, các bạn để ý chân chân núi nhá, rất là nhiều thanh long luôn đó. Và ngay bây giờ Thành sẽ đi vào các cái quán nhé, gọi là cái quán, tập thể gọi cái quán đi, quán bán thanh long đó. Đây, người dân đi lại mua thanh long ở đây này đó. Thì Thành sẽ đi từng cái quán một, hỏi về giá cả và trao đổi với bà con về thanh long nơi đây để chia sẻ với các bạn nhé. Chào bà. Xe tô đi lại rất là nhiều, rất là đẹp các bạn ạ. Ở đây là người Tày các bạn nhé, chủ yếu là người Tày. Chào chào bà. Và đây là người Tày. Dạ. Bà cũng là đấy. Bà cũng là người Tày phải không ạ? Bà người Tày thôi bà. Dạ. Dạ. Rồi. Đấy. Bà ơi, cháu thấy hai loại khác nhau phải không? À, bên này cái này quả đỏ, cái này quả trắng cháu ơi. Bên này là trắng, bên này là đỏ. Đây, thanh long đỏ các bạn đây nhá, để ý này. Đây, đúng rồi, đúng lên đi. Bà cắt ra để cho khách, cắt ra cho khách xem ăn, này, ăn này. Khách ăn, đấy. Khách ăn thử. Trước khi mua là ăn thoải mái xong mới mua. Đấy, đúng rồi, bà. Thế đấy, đấy, người dân trên Cao Bằng rất là vô tư. Đó đây này, nhìn rất là đẹp mắt. Các cháu đi lại giúp các bà ở đây. Nhưng mà tùy từng người thôi. Vâng. Có vui. Người một lạng hai lạng cũng tính, nhưng mà vâng, bán vô tư luôn. Nói vui thôi. Vâng. Nói vui thế thôi. Thì vâng. Dạ. Vâng. Ba, đây là thanh long trắng đúng không? Vâng. Còn bên này là thanh long đỏ. Vâng, bên này là thanh long đỏ. Nhìn quả thanh long đỏ nó quả thanh long đỏ nó không đẹp bằng thanh long trắng nhìn ngoài các bạn nhé. Cái màu của nó. Màu nó không đẹp bằng. Nhưng mà có hai loại cháu ơi, loại này là nó cũng tùy từng cái đám ruộng của mình. À. Có loại là loại như tay dài dài như thế này là nó là màu đẹp hơn, nhưng mà nhưng mà cái tay ngắn này là ăn nó ngon hơn ạ. Ngọt hơn. À thế ạ, hóa là thế đấy. Thì phải hỏi các cô các bà đây mới biết được đấy. Ngọt lại đấy. Ngọt, bà ngọt bảo là hơn. Cái quả này trông nó không đẹp bắt bằng cái loại này. Nó không bóng bằng nhỉ, hình nó không bóng bằng, óng ánh bằng. Thì nó ăn lại ngon hơn, ngọt hơn. Đấy. Đó. Thì cháu thử xem. Dạ. Còn đây này, ở đây có hai loại luôn, tức là loại này với loại này này, có hai quả gần nhau luôn nhỉ. Quả này gần giống với cái quả của thanh long trắng này nhỉ, nó bóng như thế và nó nhìn đẹp mắt hơn nhìn ngoài ấy. Nhưng bên trong nó lại không ngọt đậm bằng, bảo thế đó. Thì bà trồng tất cả ba loại à bà? Ui, thanh nhiều long... loại lắm. Nhiều loại ạ. Nhiều loại, bởi vì mình đi lấy cái giống của họ à. À thế ạ. Giống này lấy ở tận xuôi lên chứ. À. Ở Nguyên Bình mình trồng thanh long khá là lâu đấy nhỉ. Nhiều lâu rồi. Lâu năm rồi đấy. Họ thì trồng trước bà rồi, bà thì ông về nhà nghỉ hưu thì ông mới trồng thì mới được 6-7 năm. À. Nhưng mà họ trồng thì trên chục năm. Trên chục năm rồi. Tóm lại cây thanh long về đem về Nguyên Bình mình trồng hơn chục năm rồi. Và cái diện tích bây giờ họ có nhân rộng ra nhiều không? Nhiều lắm cháu ạ. À. Nhà bà ít nhưng mà nhà họ 1.000, 2.000. À. Nhà bà chỉ có tầm 7-8 trụ thôi. À. 7-800 trụ thôi. À. Tức là ở đây thì hiện tại là có 3 loại. Một là thanh long trắng này. Hai thanh long đỏ, thì trong thanh long đỏ có 2 loại. Và thanh long đỏ thì bán bao nhiêu tiền một cân hả bà? Cân 20. À, 20.000 một cân, giống nhau hết ạ? À? Kể cả trắng cả đỏ bán như nhau. Tất cả 20 hết. À, vâng. Thì các bạn ơi, Thành quay lại để cho bạn xem nhé. Rồi quay đây. Này, nhìn rất là đậm. Đây là quả thanh long loại ngon nhất đấy phải không bà? Đấy. Đấy. Nó đậm. Cái vỏ nó hơi xù xì một chút và nó có vẻ trông như kiểu là bị sâu ấy. Nhưng mà không đấy. Sâu. Nó bị nám nám. Nó nám nám thôi nhỉ. Nám nám thế này là nó bị ở vào ngoài vỏ. À vâng, bên trong không sao cả. Đó, ngọt, đây ngọt này. Lắm. Bà cắt ra rất là nhiều miếng luôn. Đó. Nhiều miếng luôn cho con. Dạ. Cháu nó ăn thử. Cho các mấy đứa vị khách đến đây chơi đúng không? Cháu đến mua hàng này, đi chơi du lịch. Ăn thử trước khi mua phải không? Đứa bé nó bảo cho nó ăn nó lại là bị say xe. À hai đứa bé vừa rồi á? Đây này nó nôn này. À. Nó nôn ra nó cũng ăn. À tức là mấy người khách vừa rồi ấy. Tỏi. Tỏi khô. Tỏi trùng. Nhà mình trồng. Nhà mình trồng ở Quốc Thành Long ấy. À
Nhà bà ở tận làng nào hả bà? Nhà bà ở trên Bóc Ca. À, bà... đường vào ngã ba Thái Học đi, thùng lũng à. Ấy. À, và bà... sau này ít không? Ờ, trên này một tí thôi. À. Bà để ý nhá, biết đằng sau như quán thanh long là có rất là nhiều thanh long rồi. Ở đây vườn của bà luôn á? Vườn của bà. Ôi. Thế là bà cắt ở đây bán luôn. À. Chiều nay có đi cắt không bà? Chiều nay có đi cắt không? Bán hết mới cắt hả cháu? À thế ạ. Bán hết là cắt, không thì cắt để bà... thì... Cháu chắc chắn sẽ mua với bà. Nhưng mà tí quay lại mới mua, cháu muốn vào cái gì nhỉ? Quang Thành quay lê ấy. À Quang Thành. Quang Thành phải không ạ? Quang Thành là lê. Đấy. Cháu mục đích vào quay lê nhưng mà thấy bà con bán thanh long vào cái dịp này nhiều quá nên quay chia sẻ với mọi người một chút. Các bạn ơi để ý nhá. Cái vườn thanh long này, vườn này khá là rộng đấy, vườn của bà luôn. Đó. Còn khá là nhiều quả bà nhỉ? Nhưng mà đợt này là có ít hơn đợt trước à? À nó có nhiều đợt ít. Trong một năm là có được thu hoạch được mấy đợt hả bà? 6 đợt đấy. Đây là thanh long đỏ phải không bà? Thanh long đỏ mà. À như cái trụ này quả bé bé này thanh long đỏ phải không ạ? Thanh long đỏ hết. À có trụ thì nó có sai quá thì nó thành nhỏ, có trụ thì nó ít là thành to. Thế là mình phải cắt tỉa, mình muốn to mình phải cắt tỉa. Cắt tỉa được để nó có nhiều quả các bạn, mình cũng cắt đi một số phải không? Lúc cắt đi thì nó còn sau này nó còn vụn nữa. À. Những loại nhỏ nhỏ này bà đi giao ra đóng thùng giao ra cũng được 5.000 loại nhỏ nhá. À, quả bé tí đấy. Quả nhỏ đấy, đấy. À. 5.000 một cân phải không bà? 1 cân. À. Bà cũng giao hết tất tật. Không thừa bất quả nào đâu cháu ạ. Dạ, dạ thì tốt quá. Thì là người dân mình có gọi là cái cây trồng cây ăn quả có thế mạnh là mình có thu nhập là tốt đấy. Nhiều nơi không có cây đâu, nhiều xã khu vực khác không có cây gọi là cây có thế mạnh đâu. Kiếm thu nhập là khó. Là đất này là ngọt hơn đất ngoài thành phố nhá. À. Bụi ở trên Hòa An còn vào đây buôn đi lấn lộn với nhau bán. À. Ngọt hơn. Vâng, cháu ạ, cháu đi ra ngoài. Đất thanh long. Đất hợp với cây thanh long đấy nhỉ. Nó phụ thuộc vào đất đấy, nhiều cây nhiều cây như thế mà nhỉ, nhiều loại cây cối như thế mà. Cây ăn quả nhất là cây ăn quả. Đó. Cháu ăn thử đi. Được rồi, tí cháu quay lại được. Cắt ra rồi cháu ăn thử đi. Ăn thử xem mới biết quảng cáo cho bà mới. Thì cháu cắt ăn một miếng nhỏ nhỏ thôi. Ăn thử không cắt ra. Cắt ra tí nước kiến vào. Đấy các bạn ạ. Cháu lúc nãy 12 bố con nhưng mà cả đứa con bị say xe quá nó không ăn. À. Nhưng mà thấy đi xe máy mà gia đình đấy đi xe máy mà nhỉ? Đi xe máy nhưng mà trẻ con có nhiều người cũng say xe. Mời các bạn ạ, bà mời Thành nhiệt tình quá, Thành sẽ ăn một miếng nhá. Bà cắt ra 3-4 miếng rồi đó. Người khách trên Cao Bằng rất là gần gũi, mến khách, vui tính, cực kỳ vui vẻ luôn. Và tiếp khách rất là nhiệt tình luôn đó. Thì Thành quay phim khá là nhiều rồi, chia sẻ về những cái chợ phiên, về những cái văn hóa Cao Bằng ấy. Thì đi mua hàng, Thành mong muốn là đi chợ phiên ấy, mong muốn quay những cái gian hàng, những cái nông sản đặc biệt của Cao Bằng chia sẻ với mọi người ấy. Đó, trong quá trình quay phim thì được bà mời một miếng thanh long loại ngon nhất đấy các bạn ạ, đây này. Đó, rất là ngon luôn đấy. Ăn thử nha. Ngọt lắm. Ngọt xong cảm giác nhiều nước. Ngọt. Rất là ngon. Cây này nhìn cái vỏ như thế nhưng mà đúng ngọt hơn loại bóng láng nhưng mà không ngọt. Đấy. Dạ. Dạ. Đúng đúng ạ. Phải ạ. Dạ vâng, phải thì cháu quay sang bên đây mà cháu quay thử cho bà một chút thôi. rất là ngon. Năm ngoài có một anh. Dạ. Đi xe ô tô. Các bạn đây này. Dạ. Đấy, lại vào làm cho bà làm buồn cười lắm à. Dạ. Cho bà đi ra ngoài đường cái. Dạ. Xong đổi một cái nón nữa làm người khách mua. Ừ. Thế là bà cũng quay như cháu ấy. Dương cảnh ấy. Dương cảnh lên bảo nó bảo cái này là anh kia là làm anh như cháu ấy là người anh bán. Dạ. Thế họ cho bà hỏi loại này là bao nhiêu, loại này là bao nhiêu. Dạ. Ấy rồi nói hai bà cháu buồn cười. Vâng, cháu ít khi dựng cảnh lắm, cháu quay cái tự nhiên thôi. Vâng, dựng cảnh thì cũng được, cũng có vui cái đó nhưng mà không có thời gian và cháu không có diễn viên để mà thực hiện đấy. Đấy. Cười lắm. Rồi. Cháu chúc bà ra hàng nhá. Thì cháu đi Quang Thành quay lại, cháu sẽ mua với bà. Mới loại khoảng 2 cân để mà về nhà ăn làm quà. Vâng, cháu sang bên này đi chơi một lúc đó. Rồi, 20.000 một cân các bạn ạ. Đó, tiếp tục đi khám phá khu vực bên này nha. Đây, bên này có các chị, các chú, cô bán ở đây này. Ô, chào cả nhà mình. Chắc giá thanh long gần như nhau hết phải không? Khoảng 20.000 một cân phải không chị? À, đấy. Các bạn nhìn rất là đẹp luôn. Thanh long trắng à chị? Cái này à? Đây là thanh long ruột đỏ. À, ruột đỏ á? À, quả to nhỉ? Ở gian hàng bà cụ vừa rồi thì quả bé hơn một tí. Đó.
cũng tùy theo từng đám và mình chăm sóc này, xong là cách cắt tỉa ngày gì nữa đấy, nôm na là như thế, thành hiểu là như thế. Rồi chú chị đặt hàng nhé. Đó đây, các chị đều là người Nguyên Bình, người Tày Nguyên Bình đó, chú ở đây. Chú hôm nay bán ít thế hay là bán gần hết rồi chú? Chú ở bên đây, hàng của chú. Cả dãy này hết ạ? Vâng. Gian hàng của chú khá là rộng đấy nhỉ. Nhà chú trồng nhiều không? Khoảng bao nhiêu nghìn mét vuông? Nói như trên Cao Bằng ấy. 2.000 mét vuông. Dạ. Trồng nhiều năm đấy chú. Cũng có rồi. Dạ. Ngoài ra mình bán cả rau hay là nhặt rau ạ? Không, rau nhặt rau để nhặt rau rừng cho gia đình thôi. À rau rừng đấy. Có cái cây này rau cháu thấy khá là lạ, không phải rau đắng nó rau gì ấy nhỉ? Là mướt đắng rừng. Mướt đắng rừng. À mướt đắng rừng ấy. Ừ. Thì mướt đắng rừng nó có cả quả của nó chứ? Có quả chứ. Đây chưa có. À. Đây chưa có. Ở trong khu miền Đông cháu thấy ít cây này hơn hay sao? Cái quả nó tròn tròn đấy đúng không? Đúng, quả tròn tròn, đi mua đắng ấy, nhưng mà nó tròn tròn, quả tròn tròn đấy. Thế nó mọc tự nhiên là mỗi năm nó đến mùa là nó mọc phải không? Đấy, cây này mọc là sau Tết là mọc quá đến mướp đắng rừng. Dạ dạ, ăn ngọt đấy. Ngọt mát. Đắng vừa đắng đắng nhờ, hơi ngọt, độ ngọt lịm nó đặc biệt lắm. Nếu mà không nhầm lúc còn nhỏ cũng được ăn rồi. À là vậy. Đó toàn là người là sản vật mọc, lấy từ trên rừng, khai thác từ trên rừng về đấy. Rồi tiếp tục khám phá cùng mình đấy. Dạ. Chào ạ. Chào á, định đi đâu á? Người miền Đông à? Miền Đông. Người trong Quảng Nguyên mà. Dạ. Sao nào? Tự do ấy. Tự do vậy? Thân ngoại. Có nào ấy? Mà Lũng Hy. Gì ạ? Thân ngoại chắc phải. Ủa? Chắc ạ? 5 năm ở Quảng Nguyên mà. À thế ạ? Chú làm việc trong đấy á? Vâng. À. Cháu Lũng Hy mà, làng làm ngói ấy. Dạ, vâng. Dạ, vâng. Thôi tiếp tục đi khám phá. Mời cảm ơn cô chú nhá. Cảm ơn cô chú nhiều. Dạ. À. Rất là đẹp các bạn ạ. Để quay ngược lại một chút nào. Đó, đây là con đường đi vào thành phố nhá, còn phía đằng sau thành là con đường đi vào thị trấn Nguyên Bình. Đấy. Bây giờ khu vực này có tên là xã Vũ Minh nhỉ? Trước đây là Minh Thanh nhỉ? Có phường xã Vũ Minh. Dạ. Còn trước đây là cái gì nhỉ? Xã gì? Phường xã Minh Thanh. À Minh Thanh, dạ. Dạ. Và Nguyên Bình như cái khu vực này ấy, Thành cảm nhận là cái khu vực bằng phẳng nhất và trông rất là đẹp. Có con suối, con sông chảy ở bên tay phải này, đi sát lề đường bên này luôn. Và khu này bằng phẳng, có nhiều ruộng. Bà con bán hàng ở đây, nhất là bán thanh long, mùa thanh long nó trông đẹp lắm. Dạ. 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 Đấy. Tiếp tục quay khu vực bên này nhá. Rồi. Đi dạo quanh một vòng. Ôi, chào bà. Bà hôm nay bán được nhiều không bà ơi? À bán được một ít ạ. Đó. Thanh long nhà mình quả to đấy bà nhỉ. Đấy các bạn ơi, to lắm. Và loại này loại trắng nhỉ, quả to đấy. Nhìn nó căng này ra như kiểu sắp nứt đấy, đẹp thế nhỉ. Nó chín thế này là ăn ngọt lắm đấy nhỉ. Các bạn này tươi nhá, tươi giỏi giỏi luôn nhá. Đây này. Đó, các cô các bà vừa lấy từ trên nương trên ruộng về thôi. Sáng nay vừa cắt thôi phải không? Đó. Nhìn này, mới tinh luôn. Đó, thì các bạn có nhu cầu đi vào Nguyên Bình nhá. Đi đến khu vực xã Vũ Minh. Trước đây là xã... Xóm mà. À, Vũ Lương à? À. Cô đọc cụ thể không? Đọc đi, xóm gì? Xóm Vũ Lương, xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. À, còn trước đây là như thế nào? Trước đây là xã Minh Thanh. Minh Thanh. Xã Minh Thanh đó. À, dạ dạ. À, dạ. Bây giờ sáp nhập rồi thì thành xã đổi thành xã Vũ Minh rồi. Dạ dạ, vâng đấy. Rất là nhiều thanh long, nhìn đẹp mắt lắm. Căng chín đều. Dạ. À. Tôi nói chuyện vui vẻ thôi mà. Không sao cả. Quả đều nhà cô trồng được quả đều chín đều đẹp thế này. Đều đẹp thật đấy. Giá cả là cũng khoảng 20.000 một cân hay bao nhiêu cô? Đúng rồi. Ừ, như nhau hết nhỉ? Như nhau rồi. Đấy, ai thích mua ra nào cũng được. Đó. Đấy, chủ yếu là ủng hộ bà con được là vui rồi. Ôi, quả là to đẹp thế các bạn. Và trông căng lên như kiểu là sắp bị nước đấy, đẹp rồi đấy. Chín à này, nó chín căng không? Dạ, vâng. Ngoài bán ở đây ra mình còn bán buôn ra thành phố phải không? Dân buôn họ vào đây thành phố. À, mình lấy ra ngoài đấy giao bán rau. Wow, rồi cháu chú có đặt hàng nhá.
cháu sẽ ủng hộ, nhưng mà cháu đi khám phá lê đã, bây giờ cháu vác đi khó lắm, chưa đi khám phá lê được. Ở đây có lê này, đang nói đây lê này, lê nhà mình trồng à cô? Không, có mấy quả thôi. À. Bán cho rồi. À. Nhà cô chắc là có mấy cây lê đấy ạ? Dạ vâng. Cháu đang hôm nay cháu mục đích là đi vào cái giả Quang Thành á. À, xã Quang Thành. Đấy, vâng. Chẳng biết còn lê không? Vâng. Không liên lạc được với ai cả. Này có nhiều đấy ạ. Dạ vâng. Mà trong đây có hai loại lê, sao lê vâng, lê xanh lê và lê vàng phải không? Vâng. Dạ. Thể dục cũng có, nhưng mà thể dục á? Thành, xã thể dục nhưng mà cũng sâu vào sâu Quang Thành. Quang Thành cũng có nhiều. Chỗ nào nhiều nhất cô? Ở Ca Thành ấy. Quang Thành phải không? Quang Thành với thể dục là rất nhiều. Quang Thành bây giờ ít. Lê xanh nhiều. Bây giờ họ lại lê xanh nhiều rồi. Vâng, lê xanh được, có nhiều lê là được. Loại nào cháu mong muốn đi quay phim chia sẻ thôi, để tìm hiểu thôi. Vâng. Thế là đi phải đi lên cái đường A Ba Sơn Đông xong mới đi phải không? Xong là trái đi phía Quắc phía đèn này đấy đúng không? À, cháu định hướng được khu đấy nhưng mà chưa vào làng đấy lần nào thôi. Rồi cảm ơn cô nhá. Đó, dạ, vâng, đây, gian hàng của chị. Quả nào như quả nào đây, tròn, đều đẹp, nhìn cực kỳ hấp dẫn luôn. Khoảng 20.000 một cân các bạn ạ. Đó, thanh long trắng và thanh long đỏ như thế, đó. Thanh long đỏ thì quả nhỏ hơn một chút. Wow, dạ. Đây, các bé ở đây này, vừa bán hàng vừa học bài các bạn nhá. Đó, các em bé vùng cao rất là chăm chỉ luôn, đấy. Bé năm nay học lớp mấy rồi? Năm nay con lên lớp 1. À, bắt đầu vào lớp 1 đấy. Theo mẹ đi bán hàng đấy. Ờ, đây. Cô giáo dạy theo luôn. Ở ngoài thanh long ra thì có cả tỏi khô. Đó. Đây. Một số anh chị, một số gian hàng đã đi nơi khác chơi rồi vì sợ sợ lên hình hay sao ấy. Đây các bạn ạ. Đấy, mình họ ngại lên hình ấy. Thông cảm thôi, đấy, mình muốn quay phim chia sẻ với mọi người một chút là để điện thoại các cô, các chị vẫn để đây. Đó, chị sang bên này chơi rồi. Đây. Đó. Rất là tuyệt vời. Các bạn ơi, như vậy là Thành đã đi dạo quanh một vòng rồi. Chia sẻ đến với các bạn về khu vực chuyên bán quả thanh long. Ở đây có thanh long trắng, thanh long đỏ. Và trong hai loại thanh long đấy thì còn có nhiều loại thanh long khác nhau, nhiều loại giống khác nhau cơ. Đấy, anh được biết là như thế. Và giá ở đây họ bán khoảng 20.000 một cân. Thanh long trắng và thanh long đỏ giá gần như nhau. Đó. Đấy thì Thành đến đây. Hôm nay mong muốn đi khám phá khu vực trồng lê ở Quang Thành. Trên đường đi khám phá vườn lê thì Thành gặp bà con bán rất là nhiều thanh long. Gọi là vào mùa vụ đấy. Nên mong muốn quay phim chia sẻ với các bạn một chút. Các bạn có nhu cầu lên Cao Bằng đi du lịch hoặc đi công tác thì mua ủng hộ bà con nhé. Hoặc là ở miền xuôi có mong muốn bán buôn, bán xỉ hoặc là bán lẻ hoặc là mua đi ăn ấy, thì có thể liên hệ với Thành được để số điện thoại trên này ấy. Thành sẽ lấy số điện thoại với bà con ở đây và cho bà con chuyển xuống trực tiếp xuống cho các bạn được. Đó, rất là nhiều thanh long luôn. Ăn ngọt lắm, Thành được ăn rồi. Vừa rồi bà cụ cho một miếng rồi. Dạ, dạ. Đấy có cả ổi nhá. Ổi ở đây là cô bán ổi. À, cô ăn đi ạ. Dạ. Mình đem đi bán à cô? Không. Ôi rồi ôi, cháu cảm ơn cô nhiều. Còn ít quá, cô mau về ăn thôi. Vâng, cô ưu tiên quá. Để cho tủ lạnh sao hơi mát mát nhỉ? Cho tủ lạnh. Các bạn ạ, đấy. Người dân Cao Bằng nhiệt tình, gọi là rất là niềm nở tiếp đón khách, nhiệt tình lắm. Dạ vâng, bà. Không, cháu người Cao Bằng mình mà cô. À bà. Cháu người trong Quảng Uyên thôi, nhưng cháu đi quay phim nhiều. Dạ. Nhất là chia sẻ nông sản với bà của bà con đến với người dân mình khắp nơi ấy, khắp mọi miền của đất nước ấy. Vườn nhưng mà chưa chín. Dạ. Mấy quả thôi, để quả to. Cô bọc vào nhỉ, bọc mới to chín thế này được đấy. Cây ổi cháu thích trồng lắm, ở nhà cháu trồng một số cây bọc vào. Và ổi nó chăm sóc khá là dễ cô nhỉ. Như thế lắm. Dạ. Nhưng cháu so với cây bưởi, cây cam, cây quýt cháu thấy nó dễ hơn đấy. Bưởi thì cũng có sâu nhiều. Nhưng mà bọc này xong chụp có bọc là được mà. Dạ vâng, cảm ơn cô nhiều ạ. Là đi dạo quanh một vòng các bạn nhé. Được ăn ổi rồi. Đó, này, một miếng ổi nhá. Đấy. Quay phim như bà con ưu ái lắm. Đấy. À, các bạn ơi, như vậy là Thành quay phim, gọi là quay qua một lượt rồi để chia sẻ với các bạn về sản vật, về cụ thể là về quả thanh long rất là chín, đều đẹp và rất là ngon ngọt ở đây. Nên với các bạn,
các bạn đang xem kênh YouTube của Thành thì hãy tiếp tục ủng hộ kênh YouTube của Thành nhé, bằng cách là bấm một cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình, sau đó bấm một cái chuông bên cạnh để theo dõi những clip mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó, ở đây có một cô lấy cái điệu đi thu hoạch thanh long cắt quả này. Bây giờ đang đi cắt à cô? Cắt tận đâu à? À, nhiều lắm đúng không? Hay là Thành đi theo cô đấy khám phá đi, cắt quả đi. Đó, đúng rồi. Chị ơi, đi cắt nhờ. Em đi cùng với. Tạm thời tắt cái clip ở đây đấy các bạn nhá. Anh miếng ổi ra ngon lắm, ngọt lắm.